Anh yêu cầu em quên ngay đi. Ngày xưa cô chú tâm cũng không học được. Bởi vì nếu không dùng thì em sẽ quên. Nhưng mà cách hệ thống hoặc là cái cách mà truyền đạt của anh ở theo cái cách này thì em thấy dễ hiểu, và em có thể áp dụng được luôn đấy. Có những cái này em càng cố quên lại càng nhớ. À dạ. What's up, beautiful people of the internet? This is me and my wife. Today we're gonna have a lesson together to get started for her for a new job. Give me your strength and show me your weakness. We're in this together now. Căng thẳng đúng không? Hôm trước bảo muốn đi làm lại đúng không? Thế muốn đi làm thì em phải qua chương trình gì trước tiên? Làm hồ sơ xin việc, viết CV, chuẩn bị một bài phỏng vấn bằng tiếng Anh. Ok, bây giờ anh sẽ có một số thông tin về hồ sơ để phỏng vấn xin việc. Để xem là em có hiểu cái đấy không? Trình độ nó, trình độ A căn bản thôi. Lâu lắm rồi chẳng nghe tiếng Anh. À, lâu không nghe. Đấy, anh không dạy em đấy. Thế bây giờ có nhu cầu mới dạy chứ. Với đối tượng bắt đầu từ căn bản, mình sẽ chia làm hai kiểu người học chính. Thứ nhất đó là True Beginners, có nghĩa là những người thực sự không biết một cái gì cả, trong đầu zero luôn. Thì với những đối tượng như thế này thì đúng là học từ căn bản và đi theo lộ trình tự nhiên, nghe nói đọc viết. Thì với những đối tượng này thì mình đã có những video chia sẻ về cách học như thế nào. Mình sẽ để link học tiếng Anh từ căn bản dưới phần mô tả của video này, anh chị các bạn có thể xem video đó. Còn đối tượng thứ hai giống như vợ của mình, đó là False Beginners, có nghĩa là những người họ đã biết một chút ít gì tiếng Anh rồi nhưng cái gì cũng bị lờ mờ, có những cái quan niệm cách học đã sai, cái gì cũng biết một tí nhưng mà không biết cái gì là quan trọng, khi đến lúc thực hành thì không biết dùng như thế nào. Thì mình sẽ cùng đồng hành với vợ mình trong ngày hôm nay về một chủ đề rất quen thuộc, sẽ ứng dụng thực tế cho công việc của bạn ấy về nhân vật nào. What you doing? I Yeah, and he went to school. Okay, I'm still working. Could you go out there with mom and this little candy? Please? You know, I drink water. I eat. Okay. When I'm done, what do you want to do? Oh, thunder. It's about to rain. You scared of the rain? When I'm done, I go out there with you, huh? Hy vọng là sẽ giúp ích cho anh chị và các bạn nếu mà chúng ta là người false beginners. Thì trong cái cuộc phỏng vấn xin việc này, nó sẽ có một số cái từ này ở trên này đây, nó liên quan đến công việc của cái nhân vật này, khách hàng, dịch vụ khách hàng này. À, giỏi phết nhỉ. Đó, những từ đấy nó sẽ có giải nghĩa ở phía dưới này. Ừ. Nhiệm vụ của em là nhặt cho nó dưới này. Tức là cái tương ứng với cái nghĩa ở đây thì nó sẽ là tương ứng với một từ ở đây đúng không? Chính xác. Em chỉ có 5 phút thôi, làm rất nhanh, không suy nghĩ. 5 phút cả. À, bắt đầu bấm giờ. Không nhìn thấy. Ok chưa? Chắc chắn chưa? Dạ. Nhấn vào finish, chuẩn 6/6. Đúng phết nhỉ? Cả năm không dùng mà vẫn làm được. Sai một câu. À. Em có dịch để em check lại. Câu này hơi khó bởi vì cái từ partner này có nhiều nghĩa. Đôi khi nó có nghĩa là đối tác, kiểu như là vợ chồng ấy. Cổ đông. Không, cổ đông thì chỉ là được chia lợi tức thôi. Còn partner là kiểu như là người làm từ đầu ấy. Thì như co-founder ấy. One of the owners of a company. Một trong những người sở hữu của một công ty. Ở đây là dịch vụ cho khách hàng rồi đúng không? Ừ. Là cái người làm công việc phòng ban mà chăm sóc tới những người đã mua hàng và dịch vụ thì nó gọi là dịch vụ khách hàng. Chính xác. Phát âm sẽ là customer service. Cái này giỏi bởi vì là em đoán được ra từ này là đúng. Danh từ là kỹ năng, thế nhưng mà cái từ này là tính từ, ý là lão luyện về cái gì đó, làm quen tay bây giờ gọi là skill, là tính từ. Trong một công ty ấy, thế luôn luôn có một cái ông này, ông quan sát tất cả mọi người, tiến độ công việc các thứ. Quản lý. Chính xác. Ok. Động từ nó sẽ là manage. Manage. Trong một cái CV ấy thì em sẽ nhìn thấy cái phần nó như thế này này. Đấy. Đây là các công ty đã từng làm, công việc đã từng làm. Thì tất cả cái mục này nó gọi là kinh nghiệm, gọi là chính xác. Chính xác. Và nó phát âm là experience. Cái này rất quan trọng số 1 trong cái CV. Lúc
luôn luôn nhớ trong quá trình học chúng ta sẽ luôn luôn phải có ngôn ngữ đầu vào. Có hai cách để tiếp nhận thông tin, đó là nghe hoặc là đọc. Cái này phải làm hàng ngày để trau dồi ngôn ngữ của chúng ta. What's up, honey? What happened? You scared of the thunder? Don't be scared. It's just the rain. You know the sky. You know what the sky does? The sky farts. The sky farts. It makes a sound like that. Don't you know that? Funny scar. When you fart, is it funny? It's not funny. Yeah, it farts. The thunder is a fart of the sky. Don't worry. Go out there with mom. Sau khi có căn bản rồi, chúng ta sẽ đến với những tình huống cụ thể mà chúng ta muốn sử dụng sau này. Và trong video ngày hôm nay, đó là thực hành đi phỏng vấn xin việc. Tất cả những cái nội dung vừa rồi nó sẽ liên quan đến cái bài này. Có hai nhân vật, họ đang giới thiệu bản thân. Em tìm thông tin của hai cô này xong điền đáp án đây. Em có thời gian là đọc 7, chị không nghe à? 7 phút không? Không nghe. Nghe mãi rồi. Chị đọc giờ thôi đúng không? Đây chị đọc thôi. Đấy, em đọc ở đây xong em làm cái bài dưới này. Đấy, tích vào đây. Được chưa? Bắt đầu 7 phút. Check đi xem nào. 6/6, giỏi nhỉ. Thử thách vợ làm bài và cái kết. Có phần nào em thấy khó trong khi làm không? Hầu như là không. Không. Có một đoạn em không nhìn thấy chữ banh ở đâu nhỉ. Em định dò để ra để em tra, nhưng mà xong em lại nhìn thấy cái chữ banh ở đây. Ok. Vậy là khả năng đọc hiểu ok, đã đây trình độ A2 đấy em. Được, thế là ok. Thì mình chuyển đến phần tiếp theo. Về ngữ pháp, thỉnh thoảng chúng ta ôn lại thấy chỗ này thiếu, chỗ này rỗng thì mình tra lại trong cuốn sách ngữ pháp, ví dụ như cuốn Grammar and You màu xanh. Sau đó mình hiểu cái phần ngữ pháp này rồi thì mình quay lại cái phần đọc hoặc phần nghe đấy để kiểm tra lại xem là hóa ra cái câu này nó là kiến thức gì. Nói đến đây để biết là ngữ pháp thì lâu lâu chúng ta hệ thống lại, và sau khi hệ thống lại thì chúng ta sẽ làm một số bài tập thực hành. Có một câu như thế này, em sẽ đặt câu hỏi cho anh. Ví dụ câu thứ nhất, với câu này thì em đặt thành câu hỏi có không, thì em đặt thế nào? Có phải Maria quản lý một team rất lớn không? Đây là Maria là vai gì nhỉ? Vai cô. Cô là một người. Cô ấy. Cô ấy là số ít. Thì em chỉ cần đặt một câu, đó là em thêm does ở phía trước. Đấy. Và em bỏ s ở sau chữ manage này đi. Đấy, nhiệm vụ em là như này thôi. Nó chỉ có hai loại động từ thôi. Động từ thường. Đây là động từ thường thì đặt ra lên. Đấy. Còn động từ to be thì thêm is lên trước. Đấy, cách em đặt câu hỏi, anh chỉ yêu cầu là câu hỏi có không lên trước thôi. Rồi. Đấy. Rồi. Đấy. Đây, câu thứ nhất anh làm mẫu rồi. Anh làm cho anh 5 câu còn lại. Em có thời gian là 7 phút nhá. Giờ tôi đưa con đi học cái. Cái đấy là cái mấu chốt. Rồi ơi, anh bỏ em rơi em ở đây. Câu số 2 đọc cho nào. Is Mary a partner of a company? Chọn câu số 3. Is Mary work in many different country? Rồi, sao cứ Maria mãi nhỉ? Không, cứ là Maria một tên thôi cho nó lẫn. Rồi câu số 4. Who a
Maria last drop in the pine. À, thiếu nhỉ? Thiếu gì biết. Ừ, thì em hiểu. Nhưng mà em không biết thiếu cái gì đâu. Maria phải S của cô ấy. Was Maria's last job. Last công việc của cô ấy đúng không? Ừ, thay vì her thì phải được học thêm kiến thức mới. Thay vì her và his. Số 5. Số 5 là da. Rồi, does. Does Maria speak to other languages? Languages. Rồi, câu số 6. Does Maria like outdoor sport? Chết phát âm này, bao giờ giao tiếp được với con. Đùa thế. Thôi được, chuẩn hết rồi đấy. Đấy là em đã thực hành được câu hỏi yes no questions dễ nhất với chủ ngữ số ít. Ok. Và sau thời gian 7 phút thì chúng ta không phải nói lý thuyết, chúng ta không phải giảng giải nhiều, và tự trong quá trình làm, bạn vợ mình hỏi mình và thực hành lại tất cả các kiến thức về chủ ngữ ngôi thứ ba số ít, she, he, it. Ngôi thứ nhất là I, là người nói chính. Ngôi thứ hai là you, là người đối diện của mình. Hai người này nói chuyện về một người nào đó. Một người nào đó là anh ấy, cô ấy, hay ai đó, hay cái gì đó. Thế ra là ngôi thứ ba số ít. Cách đặt câu với động từ thường và động từ to be. Động từ thường là động từ miêu tả các hoạt động. Ví dụ như từ manage là quản lý. Does chuyển lên trước chủ ngữ trong khi đặt câu hỏi yes no question. Động từ to be, is chuyển lên trước. Và đây là đáp án của 5 câu còn lại. Đó là cách chúng ta hệ thống lại kiến thức. Cụ thể hơn kiến thức này sẽ ứng dụng như thế nào trong quá trình phỏng vấn thì mình sẽ chuyển đến phần tiếp theo. Với một câu như vừa rồi, đó là Maria manages a large team of people, thì nếu mình muốn hỏi cụ thể hơn, mình hỏi là gì? Cô này quản lý một cái nhóm rất nhiều người, thì cụ thể là bao nhiêu người? Mình sẽ dùng từ how many. Cái cách mà các bạn nhỏ nhà mình nói chuyện đấy cũng tương tự như vậy. Ví dụ như là bạn ấy bảo đi chơi xuống sân trong thời gian bao nhiêu lâu, thì bình thường mình hỏi là what time will you come home? What time will you come home? Thì thông thường các bạn nhỏ nhà mình khi mới học, nhất là bạn Brian mới nói nhé, thì bạn sẽ nói là gì? I will come home what time? Đó, thì là bạn đã nắm được cái câu hỏi là what time rồi. Thế nhưng mà bạn chưa sắp xếp đúng ngữ pháp thôi. Thì tương tự như vậy với câu là gì? Maria manages a large team of people. Thì mình thay đó rằng là gì? Cô ấy quản lý một nhóm bao nhiêu người nhỉ? Và mình có một cái keyword đó là how many people. Thì bây giờ chuyển cái từ hỏi này lên phía trước, sẽ là how many people does Maria manage. Nhớ cái từ does mà anh đã học chuyển lên phía trước rồi. Thì bây giờ bê nguyên cái cụ đó, mình đặt phía sau cái từ được hỏi. Thì bây giờ mình sẽ ứng dụng bằng cách là gì? Đặt các câu hỏi với những cái thông tin của 5 cái câu còn lại. Mình sẽ làm ví dụ với bạn vợ nhà mình một câu như thế này cho các bạn xem. Bây giờ anh có một ví dụ thứ hai. Anh là người phỏng vấn. Ừ. Anh muốn biết em là quản lý bao nhiêu người. Thì anh sẽ hỏi với câu hỏi gì? How many people are there in the team? Cũng được, cũng được. Cái đấy rất đúng, chính xác. Nhưng mà anh muốn cụ thể là anh muốn ứng dụng cái đoạn vừa rồi ấy, em vừa được làm ấy. Em đúng, tìm đúng cái từ là từ many. Đấy. Cô ấy quản lý bao nhiêu người. Đấy, thì nhưng mà với câu hỏi thì hệ phải đặt how many ở đâu? Đâu. Chính xác. Đấy. Đây là cái cách hỏi của trẻ con đấy. Bắp bây giờ đang hỏi như thế. How many people does Maria manage? Giả sử như câu số 2 này, anh muốn hỏi là cô ấy là partner của công ty nào? Biết 8 từ hỏi không? 7 vợ một chồng ấy. 7 vợ một chồng. Không biết cái đấy. Nhắc lại chưa nào. 7W1H. Đây là how rồi. Một chồng bây giờ lấy vợ là vợ gì? Những gì đây? What is it? What? What? Where? What, when? Where? Why? Whom? Which? Whom? Whom là của which, ai? Which là... Là em đã biết công ty là công ty gì rồi. What company? Đấy, chính xác. Thế bây giờ viết đúng theo chính tả thì em sẽ viết như thế nào? What? Là what company? What company? Chuyển cả lên đầu. Sau đó đoạn sau thì sẽ giống như lúc nãy mình làm rồi. Từ từ đi, em viết ra nó nào. Để hình dung nào. Chưa nảy số được. A few minutes later. Rồi. What company is Maria a partner of? Is Maria a partner of? Đấy. Ở cuối vẫn đứng cuối. Ừ. Tương tự như đoạn cuối em hỏi cho anh mấy cái từ cuối này. Cô ấy làm việc với những quốc gia, với bao nhiêu quốc gia? Thế hỏi cho anh hai câu bao nhiêu quốc gia và cụ thể là những quốc gia nào? Câu này là ngân hàng nào? Câu này là gì? Câu này cô nói được mấy ngôn ngữ? Hai rồi. Cô nói những ngôn ngữ nào? Rồi, đấy, câu này là gì?
cô ấy chơi những môn thể thao nào? À, em có thời gian 10 phút để viết ra. Ai à? Ôi trời. Bắt đầu là mẫu tận 2 câu còn đâu nữa. Và bây giờ chúng ta có thời gian hẳn 10 phút nha. Chúng ta có thể dừng video lại để có thể cùng làm, cùng đồng hành với nhau xem là hệ thống hóa lại kiến thức, xem mình đã có thể đặt câu lại những câu vừa rồi chưa. Viết xuống phần bình luận của video này khi các anh chị có bạn xong. Bắt đầu. Rồi, câu số 3. Đây. Đọc nào. How many? Nãy mới đọc à? Ừ. How many country has Maria work in? Ok, tiếp theo. What country has Maria work in? Worked in, rồi, ok. Câu 4. What bank was Maria's last job? Maria's last job. Thiếu. Thiếu như nào? In. In ở quê á? Ừ, đây là anh viết lại thế cho nó đúng ngữ pháp thôi. Nhưng thật ra họ sẽ không hay hỏi như vậy. Họ sẽ hỏi là what bank did she work in? Thế thôi. Ừ, tại vì em thấy câu này nó cứ ngang ngang Câu số 5. What language does Maria speak? Được. What languages? Số nhiều nha. Số 6. What outdoor sport does Maria like? Không có hết. Không có hết. Thì có chất động từ lên trên rồi không cần nữa. Ok. Và đây sẽ là đáp án. Vậy thì chúng ta tốn bao nhiêu năm, 9 năm học ở trong phổ thông không phải đặt nổi được một cái câu ngữ pháp, nó chỉ có như vậy thôi. Thì với bạn vợ nhà mình thì đã từng đi thẳng vào xin việc rồi bằng tiếng Anh rồi, hồi đấy chưa gặp mình và chưa biết gì tiếng Anh luôn, nhưng bạn ấy đã biết một mẹo, đó là học thuộc cái CV luôn. Bởi vì câu hỏi đầu tiên hỏi bao giờ họ cũng hỏi là gì? Giới thiệu về bản thân, could you tell me about yourself? Thì nếu bạn nói được cái bài giới thiệu về bản thân giống như hai cái bài đọc vừa rồi thì bạn đã chiếm tới khoảng 80-90% nội dung của cái bài phỏng vấn rồi. Em vừa thực hành xong tất cả những cái thông tin về đặt câu hỏi với chủ ngữ số ít. Nhưng mà khi phỏng vấn hầu như họ sẽ chỉ hỏi đúng mà ngôi thứ nhất là ai, ngôi thứ hai là you. Ừ. Tôi và bạn thôi. Mô tả này giống hết những cái bài văn nói này. My, I am này, I work in, I enjoy cái thứ này. Đấy. Thì đi phỏng vấn thì chỉ cần viết một cái bài chuẩn như thế này để mình học thuộc. Bởi vì với chủ ngữ là you ấy thì chỉ cần là do you. Thì bây giờ chết học rồi đúng không? Còn nếu mà trong quá khứ là did you. Như vậy thôi là em đã có thể qua một bài phỏng vấn. Qua bài phỏng vấn. Giỏi. Thêm một phần tự tin nữa. Đấy. Và cái thứ hai là phải có một cái CV đẹp. Thì CV đẹp thì không ở đâu ra, đó là em học từ những cái mẫu chuẩn như thế này. Đấy, học cách viết của họ này. Đấy, tổng quan này, viết một bài giới thiệu ngắn này. Xong phía dưới là kinh nghiệm này, làm công ty gì, vị trí gì, phụ trách những công việc gì. Đấy, kỹ năng bên này làm những cái gì. Thông tin bây giờ phải đặt lên đầu. Nếu công việc sau này của bạn cần tiếng Anh thì vẫn nên phải tự tin trau dồi hàng ngày, việc luyện nghe và việc luyện đọc. Chính vì cái điều đấy mà tại sao nhiều người từ trước giờ hỏi tại sao cái bộ 24 ngày của mình chỉ có luyện nghe, luyện về từ vựng, có luyện phát âm ở trong đó thôi. Bởi vì đó là cái căn bản. Đó là căn bản. Nếu mà không có căn bản, không có nghe, không có đọc hiểu, không có phát âm ấy, thì sau này mình có muốn nói ra cũng không thể nào nói được. Thế nên là trong video ngày hôm nay mình không yêu cầu bạn vợ của mình nói nhiều. Khi mà nền tảng chưa chắc thì chúng ta chưa nên luyện nói sớm, bởi vì nó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy thiếu tự tin. Thế sau qua bài hôm nay thì thấy nhận được cái gì? Thật ra thì em thấy nó đúng trình độ thì em thích. Thống lại những cái cách mà đặt này. Thì thực ra em chẳng nhớ đâu ấy. Thế nên là hôm nay biết rồi, biết cái cách đặt câu hỏi này. Là cách mà anh hay dùng với con ấy. Em thấy anh hay dùng, nhưng mà thật ra thì mình không biết nó sẽ theo một cái quy luật nào à. Ngày xưa có chú tâm cũng không học được, bởi vì nếu không dùng thì em sẽ quên. Nhưng mà cách hệ thống là cái cách mà truyền đạt của anh ở theo cái cách này. Thì em thấy dễ hiểu. Và em có thể áp dụng được luôn. Đấy. Anh yêu cầu em quên ngay đi. Ngữ pháp không được học nhiều, mà học nhiều là kiểu gì cũng không phải nhớ được. Càng cố nhét càng quên. Có những cái này em càng cố quên nên lại càng nhớ. À dạ. Cái quan trọng nhất em chỉ cần quay lại cái bài đọc này, em đọc hiểu dịch hết được cái bài này là anh vui rồi. Hy vọng là với tất cả những gì chia sẻ trong video hôm nay sẽ giúp cho anh chị các bạn sẽ hiểu một phần nào đó hơn về cái việc học. Nếu mình là người for beginners, hệ thống hóa lại kiến thức, biết là mình nên tập trung vào cái gì quan trọng, nên học cái gì trước, học cái gì sau, hệ thống hóa lại một chút ngữ pháp, ngôi thứ ba số ít. That is it. Thank you for watching and see you soon.
tiết học hôm nay đến đây là kết thúc à? Tiết học hôm nay đây là kết thúc à? Cảm ơn các này. Bạn đã quan tâm và theo dõi. Đúng rồi, hẹn gặp lại tiết học sau. Hy vọng các bạn sẽ xin được việc. Sắp rồi. Bao giờ nhận được mục tiêu?